2, 3 cục to này, 4 cục to này nhỉ. Mà phải 5 2 người đi anh nhỉ. 6 cục à. Và đi, mỗi người bắt đầu. Ông ơi, cho nó vào đây đây được không? Dưới. Cái đấy nhá. Tay nó cẩn thận nhé. 8 này. 8 rồi đúng không? Dài này 9 này. 11 x 14 x 60 bằng 2 cục. 10 này. Nghe này nó bỏ giữa này với 2 đầu. 10 này, bỏ giữa cái 2 đầu. Và đánh dấu cả vào đây nhé. 10 rồi đấy. Rồi. 11 này. Quay luôn vào chương hoặc nghê này. Đánh dấu vào đầu luôn. Đánh dấu vào đầu ấy, đặt với nhau rồi đánh dấu vào đầu. Nghê à. Chân. Nghê à, chân 12 là chân. Đôn chung này. 13. Đôn chung này 13 này. Kích thước nó có 87 15 x 24 này, nghê này 14 này. Bỏ cái đôn bên kia này. Tay này. 15 này. Ghi ở đầu ấy. Chân. Ghi lại số 15 đi. Chân này. 16 này. Chân là 16 này. Kéo cái này xuống đây nhìn dễ, cái lúc này ít tìm. 15. Rồi, 16 rồi. 16 rồi. 2 3 x 4 là 17. Ghi dưới đầu thôi. Ghi dưới đầu không cần phải ghi trên đâu. Không. Chân nữa này, 18 này. Cục này 19 này. 19 này là cái gì đây? 11 x 14 x 60 bằng 2 cục này. 19 này. Cục to này. To này là 20 này. Cục này là chương của đoạn dài này. Cho cục lớn lên đi. Hai mốt này, 95 x 19 x 12 này. Là đây em ơi. Có cho nốt lên đây cho em đi. Đây đi, cái này đi, mối này cho đây. Yeah. 21 rồi, 22. 22 này đi chưa? Chưa, 44 x 15. 22 này, 44 x 15. 22 này. Cục đấy bỏ từ cục đấy từ từ hai bỏ sang bên này đi. Cục chân đấy này. 22 rồi sang bên này đi anh ơi, cái cục to đi. Tay cái cho cục to đi. 22 rồi đúng không? Giờ cục này 23 này, tay này 23 này. Cục này 24 này, ghi dưới tôi không cần phải ghi trên. Ghi đầu thôi. 24 này, 24 cục rồi này. Cục này cục 25 này. 25 này. Đây ghi ở đâu đi hiện ơi. Đầu kia nó cũng ghi. Ờ thì mình ghi ở quay đầu đi, đầu cái ngoài, đầu trong gì à? Đấy. Rồi. Mấy này đặt xuống đây. Cho các cục dày ấy. Dài đi ra thì 6 này. Vạch để cho hết ra đằng này. Cho 27 này. Thế nào từ từ anh ghi thế. Để lên xem nào đã. 26 đi, cục 26 cho lên cục 26 trước đi. Mở mắt đây.
cùng hai cháu đi cho đợi anh kia bỏ cái xe kia ra. Đặt xuống đợi. Cùng 26 này dài này. Rồi đặt vào đặt lên thằng đấy này. Bây giờ phải bỏ cái này ra dựng. Anh cho mình ở cái miếng gỗ xuống. 26. Cục đấy cục 26 nha. Có cái ván này để riêng thôi. Một bộ hay hai bộ này. 1 1. Về 27. 10 28. 27 kia 28. 28 à? 27 đâu? 28 này. 27 cho cục 27 xuống. Đấy cục đấy 29 đi. Cục kia kìa, cục dưới chân. Đó, chân anh Thành đấy, 29. Ờ. Cho đầu ra ngoài anh Thành, cho đầu viết ra ngoài. Đấy. Đây cục 28 này cho ra, 27 này cho ra này. Ok chưa? Đấy, cục này nữa này. 29. Bây giờ đến 29. 30. 29 có chưa? Có rồi. 39 rồi 29. 30. 29 ở 29 kia. 30. Rồi 31. Đó, 31 luôn. Đừng anh bảo hiện đừng viết lên đây nó lẫn cả cái này, hiểu chưa? Viết đầu thôi. Không cần viết vào mặt. Cục này 32. Đấy, cục này 33. Cục này 35. Rồi 35. Cục to và dài. 36. Ghi vào đầu đây. Có. Ba chín. Cục này 40. Cho cái thanh cho bỏ ra đây. Này đi. 41. Ghi đầu ngoài cái nhìn dễ. 42. Ba bốn tư. Bốn năm. 26 đến 40 và 20. 45. 46 bốn. 48. 49, 50. 50. Ok, dừng. À, vẫn còn đây. 51, 52. 52 đều chân đấy mà. 52. Cái đấy bỏ ra ván để giữ tựa lưng vách đây. Để vứt riêng đây. Thôi. 52. À, tổng là 52 cục to nhỏ này nhá. Đây. 53. Anh còn mấy cục gì? 53. 53 đây đây hiện đâu. 54.
chân này có phải ghi đấy nữa này, chân này. 55 năm này. Đấy chân đấy. 55 được rồi. Quay lại nữa mà. 56. Đi hai cái này 55 56. Cả cái này như chân à? Chân đấy. 54 đâu? 55 cái này xóa đi, cái này 55. 55 56 cái này anh xóa. Đã ghi 57 rồi. 54 rồi đấy gì? 54 chưa có 55. Chưa thiếu 55. Đấy, ghi chuẩn rồi. Không biết lúc này vì mỗi một cục. 55 đúng không? 53. 56 rồi, 54 đâu? 54 đâu? 55 56 rồi 57. Bỏ xong cái đây này, bỏ xong cái đây nó rơi lên chân này. Để dưới đất nữa. Đây đây, cạnh bên này đây. Đó. 57. 57. Đây là hai chân đấy. 58. 58. Thế rồi nhỉ. 58. Xem số kia còn không? Rồi. Đây để quay chốt này từ từ. Đây 58 cục này anh Tuấn này. 58 cục to dài nhá. To dài cả chân này. 8 cục cả chân to dài này. Đó,